Xin mến chào quý khán giả thân thương đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, dư luận trong và ngoài nước không khỏi bất ngờ trước TVC giới thiệu của VinFast, đặc biệt là trên các kênh CNN khắp thế giới. Những thông tin mới gây chấn động cộng đồng sáng tạo toàn cầu. Nhà sản xuất TVC này là một trong những công ty truyền thông hàng đầu thế giới với những tiêu chuẩn hợp tác phi thường. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng để lại ấn tượng truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ. VinFast được đưa tin chặt chẽ trên giờ vàng của CNN, một kênh tin tức lớn của Mỹ, đang xen khéo léo với các hình ảnh trong cuộc sống thường nhật lẫn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đặc trưng của Việt Nam. Nhưng ít ai biết, đứng sau TVC đẳng cấp này chính là ông Hoàng đế chế số 1 trong ngành quảng cáo và sáng tạo toàn cầu. Và tại sao VinFast chơi lớn quảng cáo ra toàn cầu trên sóng CNN? Ánh Sao Vàng xin mời các bạn cùng khám phá ngay trong video ngày hôm nay nhé! Ông Hoàng đế chế trong ngành quảng cáo và sáng tạo. Nếu có một nơi trên thế giới mà các ông lớn của tất cả các ngành nghề đặt hàng quảng cáo thì đó chỉ có thể là AKQA. Danh sách khách hàng hùng hậu của AKQA là niềm mơ ước của bất kỳ công ty quảng cáo và truyền thông nào trên toàn thế giới. Từ những ông lớn công nghệ như Apple, Google, Facebook và Amazon cho đến những ông hoàng xe hơi như Rolls-Royce, Ferrari, Audi, Volvo, Mastery, Toyota hay những đế chế thời trang như Nike, LHMV và Levi và các cường quốc về giải trí, ẩm thực như Netflix, Disneyland, Coca-Cola đều coi AKQA là nhà thầu ruột. Được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1994, AKQA là cơ quan thiết kế truyền thông và kỹ thuật số thuộc sở hữu của WPP, tập đoàn truyền thông và quảng cáo số 1 thế giới. Theo xếp hạng của Forbes, vào năm 2020, WPP là một trong 700 công ty hàng đầu thế giới với giá trị tài sản ròng 41,5 tỷ USD. Khi Dre Group gia nhập AKQA và thành lập AKQA Group vào năm 2020, WPP đã gây ra một sự xáo trộn. Với hơn 6.000 văn phòng tại 50 quốc gia, AKQA đã trở thành đế chế số 1 về quảng cáo và truyền thông. Nhân viên, ngoài việc sở hữu mô hình khủng duy nhất và mạng lưới sáng tạo không biên giới, AKQA Group như mọc thêm cánh khi hội tụ sức mạnh từ Dre, công ty kỹ thuật số thành lập từ năm 1917, nổi tiếng với những chiến lược kể chuyện hoành tráng và xây dựng thương hiệu toàn cầu. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quốc tế Gartner Magic Quadrant năm 2020 của Gartner, cơ quan nghiên cứu hàng đầu thế giới, AKQA năm thứ 3 liên tiếp được xếp ở vị trí công ty marketing toàn cầu hàng đầu. Lựa chọn số 1 của các thương hiệu xe hơi đẳng cấp. Trong thế giới ô tô, AKQA là cái tên được các hãng xe danh tiếng thế giới chọn mặt gửi kim cương từ lâu. Một màn ra mắt vô cùng độc đáo và ấn tượng của mẫu xe Dove của huyền thoại xe hơi Anh Quốc Rolls-Royce thường do AKQA thiết kế. Trước sự kiện này, trang mạng xã hội của Rolls-Royce đồng loạt chìm trong bóng tối. AKQA cũng đăng trên màn hình đen của Instagram chính nhà sản xuất xe hơi để hiển thị thông tin ngày tháng, tiết lộ các mẫu xe mới sắp ra mắt. Điểm nổi bật của sự kiện là một đoạn video giới thiệu xe được đăng tải trên Instagram của Rolls-Royce vào lúc mặt trời mọc. Sự ra mắt là một thành công ngoài mong đợi và tài khoản Instagram đã trở thành kênh truyền thông xã hội phát triển nhanh nhất của công ty với hơn 1,4 triệu lượt xem chỉ riêng video giới thiệu. Trong khi đó, hãng xe thể thao 100 năm tuổi Mastery của Ý đã gây ấn tượng với sự ra mắt của chiếc xe hybrid đầu tiên của Trung Quốc, New Ghibli, năm 2021. Khán giả đã được AKQA mời đến xem các sự kiện trực tiếp trên các nền tảng như WeChat, Weibo, Tmall và TikTok. Đoạn video dài 30 phút do AKQA nghĩ ra và phát triển, sử dụng công nghệ quay phim CGI, tiên tiến cho phép người xem nhập vai và khám phá các tính năng, công nghệ và tính năng khi trải nghiệm du lịch trên ô tô. Tôi đã làm nó, Ghibli Hybrid 2021. Sự sáng tạo và năng lực của AKQA đã khiến nhiều hãng xe mong muốn được chọn làm thầu ruộng cho các chiến dịch truyền thông marketing. VinFast đã chinh phục AKQA như thế nào? Cú bắt tay với VinFast được xem là một trong những thương vụ đặc biệt nhất trong lịch sử của AKQA bởi hãng xe Việt còn quá non trẻ so với những thương hiệu trăm tuổi mà họ từng hợp tác. Theo một nguồn tin, các hãng xe Việt Nam bắt đầu tiếp cận AKQA từ tháng 11 năm 2020
Sau thời gian đối thoại, đến tháng 1 năm 2021, VinFast chính thức chinh phục hãng quảng cáo khó tính nhất thế giới và xây dựng kế hoạch sản xuất một siêu phẩm TVC để phát sóng trên kênh truyền hình nổi tiếng CNN. AKQA đã đồng ý vượt lên trên và trở thành đối tác tư vấn chiến lược toàn cầu của VinFast. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử của công ty. Theo nguồn tin, cả hai đều có chung tầm nhìn, các tiêu chí chọn đối tác có cùng cá tính riêng là hội tụ của tinh thần đột phá và bản lĩnh sáng tạo hàng đầu thế giới. Gil McCormack, giám đốc điều hành của AKQA cho biết, AKQA tự hào đã hợp tác với một số thương hiệu toàn cầu tiên tiến nhất trên thế giới để giải quyết những thách thức chính trong tương lai. Chúng tôi vô cùng vui mừng được đồng hành với VinFast để giúp họ thực hiện hóa tầm nhìn táo bạo vươn ra thế giới. Các nguồn tin cũng tiết lộ, đầu bài, hợp tác đầu tiên mà VinFast muốn AKQA thực hiện là TVC giới thiệu thương hiệu được phát sóng toàn cầu trên CNN. Yêu cầu của hãng xe Việt là thực hiện trong 10 ngày kể từ giai đoạn lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, thực hiện và hoàn thiện. Đây là một yêu cầu rất khó để dựng một TVC có thương hiệu phải mất hàng tháng trời. Các công ty quảng cáo, đặc biệt là với những tên tuổi nổi bật như AKQA, hiếm khi chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, AKQA đã phá vỡ tiền lệ với VinFast. Hãng đã huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm 8 giám đốc sáng tạo và 8 giám đốc điều hành sáng tạo ở 5 quốc gia từ 3 châu lục cùng tìm giải pháp. Do lệch múi giờ nên các cuộc làm việc xuyên lục địa thường diễn ra vào ban đêm. Biểu tượng chữ V ẩn hiện trong tất cả các khung hình gợi mở được lồng ghép tinh tế dưới các hình ảnh cánh quạt gió năng lượng, đàn chim bay, ruộng bậc thang, đồng điệu tuyệt đối với logo 3 chữ V. Dập nổi tượng trưng cho các tầng ý nghĩa Việt Nam, VinGroup và vươn lên. Trong cuộc chiến với thời gian, VinFast và AKQA đã xem xét từng câu chữ, chọn từng khung hình để cung cấp những sản phẩm truyền thông đẳng cấp quốc tế, có chỗ đứng trên toàn cầu. Nếu như AKQA thiên về công nghệ, thì VinFast bổ sung yếu tố con người, chắt lọc và cân bằng yếu tố văn hóa, thương hiệu VinFast mang đầy bản sắc nhưng rất quốc tế và gây được cảm tình với khách hàng nhiều nước. Nhà thầu chạnh nhất thế giới. Nhưng không phải muốn thuê là thuê được với AKQA. Với danh tiếng và tầm cao của mình, nhà thầu đẳng cấp này luôn chu đáo với khách hàng theo đúng luật chơi. Đại diện cho một công ty ô tô từng làm việc với AKQA cho biết, AKQA luôn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác, đặc biệt là trong việc tạo dựng niềm tin với các thương hiệu mới. Đối tác thường cần tập trung vào các yếu tố sau: tính bền vững, tính sáng tạo. AKQA là tính sáng tạo, có đủ khả năng để giải phóng và duy trì vị thế của thương hiệu. Chính vì thế, thông tin của AKQA là đơn vị đứng sau thực hiện TVC giới thiệu VinFast trên CNN toàn cầu đã gây sửng sốt cho cộng đồng sáng tạo trong nước và quốc tế. Tài khoản Marcel từ Mỹ viết trên Twitter, nếu như AKQA là đối tác của VinFast, chắc chắn hãng xe Việt Nam này rất tuyệt vời. Chiếc xe điện ở cuối TVC sắp được họ bán ở Mỹ đúng không? Thật sự đẳng cấp. Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của hãng xe Việt bắt đầu sứ mệnh tiến ra toàn cầu. Trong video có thể nhận thấy mẫu xe VinFast VFI 36, chiếc xe ô tô điện được xem là đầu bảng của VinFast. Theo tiết lộ của VinFast, VFI 36 SUV có chiều dài 5.120mm và chiều dài cơ sở là 3.150mm. Hệ dẫn động motor kép sản sinh tổng công suất là 439 mã lực. Trong số đó, động cơ điện 5 châm vĩnh cửu cho công suất 201 mã lực, động cơ xăng cho công suất 228 mã lực. Nó có dung lượng pin tối đa là 106 kWh và ước tính có thể đi được quãng đường là 550 km trong một lần sạc. Các trang bị cao cấp bao gồm màn hình thông tin giải trí 15,4 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn pha LED Matrix. Theo như thông tin ít tìm hiểu thì đây là mẫu xe điện thông minh sẽ được bán đồng thời tại Việt Nam và các thị trường như Mỹ, Canada và châu Âu từ cuối năm nay. Theo giới phân tích, TVC VinFast do AKQA tạo ra sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình CNN và có thể là bước khởi đầu cho chiến lược báo chí quốc tế của các hãng xe Việt Nam. Đặc biệt, việc bắt tay với một số thương hiệu hàng đầu thế giới như AKQA cho thấy thương hiệu VinFast đã thực sự được quốc tế hóa. Đây là điều kiện tiên quyết để hãng xe này tiến vào thị trường toàn cầu một cách thuận lợi. Và đây là một sự lựa chọn sáng suốt, thể hiện được vị thế và đẳng cấp quốc tế của thương hiệu xe hơi Việt Nam. Các bạn có ấn tượng như thế nào về TVC chất lừa của VinFast thì hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi kênh.
Nếu các bạn đang phân vân chưa biết xem gì tiếp theo thì có thể lựa chọn một trong hai video đang hiển thị trên màn hình nhé. Cuối cùng thì Ánh Sao Vàng xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.